Anh làm John đi anh. Hôm nay theo cầu của rất nhiều anh em, cụ thể đâu đó cũng phải tầm 30 comment. Chúng ta hãy cùng nhau đến với sốc sát thương phần thứ 28 để xem liệu rằng John có sốc sát thương đấy không nhé. Và đừng quên để lại một đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo cho những video mới nhất trên kênh của mình. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với những đòn đánh thường. Nó sẽ đâu đó gần 7.000 năm sát thương. Còn với nội tại vô tận tên của vị tướng John thì John sẽ gây ra khoảng 3.400-3.000 năm. Cuối cùng chúng ta sẽ test thử lên skirt full đồ để xem bao nhiêu bắn thì skirt bay màu. Ở đây chúng ta chỉ cần đúng 2 nội tại.